Và trong niềm vui này, chúng tôi chân thành
đại diện của hai bên gia đình. Về phía mà nhà trai, chúng tôi xin gặp được nhau. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nhìn thấy một niềm hạnh phúc rất lớn của hai bên gia đình. Hạnh phúc lớn nhất cộng đồng của bậc làm cha mẹ là khi được thấy hai con trưởng thành, sanh duyên, đẹp đôi ở bên nhau và là tìm cho mình một tổ ấm hạnh phúc, niềm vui của hai con, sự hạnh phúc của hai con. Kính thưa con cô đồng hồ, các bên, kính thưa quý vị, kính mời. Kính thưa họ hoàng, bà con, đồng đại tân tục của hai bên, đồng đại của hai cháu. Hôm nay là để nấu với nhau thì người bố kia có vị là mình vấn đề đối với gia đình dân tộc chúng con. Tôi xin đại diện dân tộc xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc quý vị vui vẻ và cuối cùng sự đón tiếp của chúng con có điều gì sẽ có cũng xin mọi người thông cảm và cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta nhìn thấy một hình ảnh duyên dáng lạc lạc và xe đắm tình yêu của Đắc Phúc và Ngọc Ý. Họ đang chung cuộc đoạn đường, chung cuộc thi hương, chung cuộc ước mơ, chung cuộc cầm nước tông bỏ cây khắp điều bận, đang chung tay xây dựng với một lâu đài tình ái với tấm lòng thủy chung sắt son, một lòng bên nhau.